Sếp đồ có đất quý, xin chào tất cả các anh em nha. Bữa nay mình soạn được 9 con máy để lên giới thiệu cho anh em nha anh em. Thì giá trên đây sếp báo chưa có gồm phí ship. Phí ship là đồng giá 30k nha anh em. Ship có toàn quốc, anh em được nhận được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Hàng đúng với video này thì mới nhận nha anh em. Không đúng là không nhận. Đó. Thì anh em xem kỹ rồi hả chốt nha anh em. Anh em chốt qua số Zalo của shop là 0769 390039 nha anh em. Shop có để trên phần tiêu đề và cái phần mô tả đây nè. Rồi, mình sẽ lên từng con cho anh em nha. Đầu tiên lên con số 1 nha anh em. Con số 1 là con đây đây qua bút nha. Ngàn rưỡi, thì size con này khoảng 4 đến 5 ngàn nha anh em. Size thật con này khoảng 4 đến 5 ngàn. Mô bin là mô bin sống, gạt tước còn xài ok nha anh em. Con này thì tương đối là nó cổ, anh em có thể mua về để xài hoặc là để sưu tầm nha anh em. Thì con này nó có bong chóc cái nước sơn ở đây từ phần chỗ này và một phần ở bên đây. Thì còn lại thì cái nước sơn nó rất là ok, nó còn rất là tốt nha anh em. Đó, thì con này mình để cho anh em giá 250 nha anh em. Hoạt động là ok nha. Đó, hoạt động rất ok nha anh em. Tôi quay là anh em dặn ra nha. Dặn ra rồi ship vô nha. Ship vô vậy thôi. Nó chỉ được vậy thôi nha anh em. Rồi tôi quay thì đổi được trái phải nha. Tôi quay thì anh em đổi được bên trái bên phải, dặn ốc này đem qua thôi nha anh em. Mô bin thì mô bin sống, cái giật cước cái lăng con lăng này cũng còn ok nha. Trong đây thì nó có cùng cùng dây nha anh em, mà đem về anh em xài được thì xài nha, không xài được thì mình thay dây khác. Thì con này nó có thân thân là thân kim loại, cối thì là cối carbon nhựa nha anh em. Size từ size khoảng 5 size 5 4 đến 5 ngàn nha. Cái thật khoảng 4 5 đến 4 đến 5 ngàn. Đó. Thì con này có giá 250 lên nha anh em. Mới chút thì mình bán 300 350 nhưng mà nó bị chạy nên bán 250 cho anh em nha. Hoạt động là ok. Rồi, con số 1 là 250 chưa bao ship nha, chưa có ship nha. Rồi tiếp theo mình lên con số 2. Là con số 2 là con Olympic ha. Challenger VX 950. Thì con này có size cho thật là 5.000. Đây, thông số dây là số 5 vô 160m, số 4 200m, số 3 275m nha anh em. Con này thì thân mé trong này thì là kim loại, nó ốp mé ngoài là carbon nhựa, cấu thì carbon nhựa nha anh em, nồi thì là nồi kim loại, mô bin là mô bin sống, giật cước là ok nha, còn khá nhạy nha anh em. Con này được sản xuất tại Gia Băng, con nãy cũng sản xuất Gia Băng lên nha anh em, tại vì hồi xưa nó sản xuất nên nó không có để cái made in Gia Băng ha. Rồi con này mình để cho anh em với giá là 450 nha anh em, máy hoạt động khá trơn tru anh nha anh em. Mình quay thì nó cũng không có xào nhiều, không xào luôn. Con này anh em để sưu tầm nha, nó hơi bị hiếm nha anh em. Đó. Cũng còn khá mới, 450 ha. Mua để xài hoặc sưu tầm nha anh em. Rồi con số 2 450 giá chưa có bao gồm phí ship. Rồi tiếp tục lên con số 3. Con số 3 là con lên con Daiwa Sportline GS 900. Con này có mặt đạn nha anh em. Con này còn khá mới, con này còn bao nhung. Có bao nhung, còn khá mới thì con này cũng sai khoảng 5 ngàn. Sai con này 5 ngàn, dây số 6 vô là 120m. Dây số 5 vô là 150, dây số 4 là 190m, số 3 260m thì con này có sai thật tương đương là 5 ngàn.
Máy thì hoạt động khỏi bàn cãi nha anh em, máy còn khá mới. Mua pin thì là mua pin sống nha. Được trước được rất là nhạy. Không có chuyện xạo nha anh em. Con này đặc biệt nó có, nó nhỏ mà có vỏ nha anh em, nó có cái khúc trợ lực. Anh em mua sưu tầm nha, mấy con này thì rất là hiếm nha anh em. Đó. Đó. Mấy con này, mấy con này nó hiếm, nó size nó nhỏ hiếm đó. Mà còn mới như vậy nữa thì rất là khó kiếm nha anh em. Đó, anh em xem trước. Anh em nào xem trước tranh thủ chốt nha, con này mình để cho anh em giá 700 nha anh em. Nó vừa chơi vừa sưu tầm luôn nha. Con nó còn là bao nhung size 5000 Martin da băng. Con này mua anh bao lỗi cho anh em nha, bao lỗi hoạt động nha anh em nha, tại vì con này nó thiếu cái hộp thôi nha anh em, chứ nó còn rất là ok nha. Rồi con số 3700 giá trị bao gồm ship nha. Tiếp theo lên con số 4 là lên con Daiwa Spot No 2. Con này có hai mặt đạn đó, in da băng nha anh em, hoạt động rất ok. Thì nó hiện tại nó đang sử dụng cái cối, là cối này là cối nông nha anh em, cối này là cối nông. Con này bán cho anh em với giá là 900, thì con này có 800 nha, 800. Con này có cái cối là cái nắp nó bị mất cái tem nha anh em, mua về kiếm cái tem mà gắn vô nha anh em. Mua pin thì mua pin sống nha. Ok, thì con này nó có ba chế độ. Chế độ đây thì quay tới được nha. Đứng giữa là quay tới quay lui trả ngược gì được, ok. Rồi. Cái chế độ thứ ba là chỉ xả thôi, không quay tới được nha. Đó, nó ba chế độ. Máy rất là ok nha. Rồi, con này nó size tầm khoảng 10 11 ngàn nha anh em. Size máy, sức mạnh của nó ha. Còn con này nó chỉ cái nắp nó bị vậy thôi. Đó. Cốt thì cốt thường nha anh em. Mở sẵn mở cho anh em coi luôn. Cốt thường nha. Con này thì là cối nó nông, hơi nông hơn hơn mấy con khác nha. Đó. Rồi, con này mình để cho anh em với giá là 800 nha. Con này cũng có còn màu nhung luôn nhanh nha anh em. Đó, máy ngoại hình còn khá ok. Đó. Anh em xem nha. Thì nó có bị chạy chỗ này thôi nha. Đó. Chỗ này nè. Máy còn khá ok. Rồi, con này mình để cho anh em giá 800, giá chưa bao gồm phí ship. Con này còn bao nhung nha. Tiếp theo lên con số 5. Số 5 là mình lên con Olympic nha. Olympic V250VO. Đó, 250VO. Con này thì made in da băng. Mua pin là mua pin sống. Gặp cước còn rất ok. Ngoại hình thì còn mới nha. Ngoại hình còn mới. Có một số bị trầy nha, một số điểm nó bị chạy do quá trình sử dụng của người ta ha. Như thế này đây, con này mới nguyên hộp mình bán 1,3 triệu là nha anh em. Con này có size là 8000 nha, dây số 8 vô 155m, dây số 6 vô 210m nha. Con này nó nặng là 460g, vòng tua của nó là 1.4.5 nha. Mua pin là mua pin xấu, hoạt động thì ok nha, khỏi bàn nha. Đó. Bao lỗi hoạt động cho anh em nha. Con này do quá trình mà người ta để trong kho ít sử dụng nên cái dầu của nó bị khô,
nên cái lưỡi gà quay lúc quay nó kêu hơi yếu nha. Đó. Lưỡi gà nó kêu hơi yếu là do cái mỡ dầu của nó còn dính đó. Anh em nào về về mở ra mình vô lại dầu hoặc là tẩy hết dầu trong đó ha, đánh mình xịt G7 vô, mình tẩy hết dầu cái mình vô dầu lại, vô dầu mở lại thì nó kêu sẽ kêu nó sẽ nhanh kêu ý kêu lớn hơn. Rồi con này mình để cho anh em với giá 700 nha. Con này cũng có còn bao nhung luôn nha anh em. Nó còn bao nhung luôn nha. 700. Giá chưa bao gồm phí ship. Rồi tiếp tục mình lên con số 6. Nha, con số 6 là lên con Daiwa. Đó, ACN No 4. Đó. Con này tốc độ ha, tụ dòng tốc độ đó. Thì con này có size là 7.000 nha anh em. Size 7.000, dây số 7 vô 160m, dây số 6 vô là 230m, số 5 là 285m. Đó. Con này cũng còn khá mới. Nè, khá mới nha. Mắc in là Nhật nha, nội địa Nhật. Đây qua. Con này mấy chục năm rồi nó vẫn còn mới nha. Thì chỗ này nó có bị giống như là dầu dầu nhớt của máy nó trào ra, anh em về rửa lại nha, lau lại xăng rồi đó, lau lại anh em thấy không? Máy còn khá mới, rất mới nha nè, hầu như là rất là ít chỗ trầy nha. Đó, mình để cho anh em cái giá con này chỉ 600 thôi nha anh em, quá rẻ luôn nha. Cái dòng con này thì một số anh em chọn chuộng, một số anh em thì không chuộng, chuộng cái dòng ST hơn, nó cũng thì nó cũng tương đương như dòng ST, nhưng mà nó có một số anh em không không thích, không thích nó ha. Thì tay quay con này tay quay đổi trái phải nha anh em, tay quay đổi trái phải, tay quay là tay quay gập dẫn, anh em dẫn này là gập vô nha anh em, sai thì dẫn ra, đổi tay thì dặn nó lúc này qua tóm ốc trong dặn qua thôi, tay quay đổi trái phải. Rồi con này 600 chưa bao gồm phí ship nha, con này rất là rẻ nha anh em tranh thủ chốt nha. Rồi tiếp theo mình lên con ST, con ST 4 nó spot lên ST 4 đây qua ha, đây qua sản xuất tại Gia Băng. Máy là không xào nha anh em. Hoạt động thì nó hơi cứng xíu do không có dầu nha. Rồi. Con này nó có size. Nó có size là 10.000 nha anh em. Con này size 10.000. Dầu nhớt của nó khô đen xì khô queo cho nha anh em. Anh em về vô dầu nha. Mô bin là mô bin sống, giặt cước xài ok nha. Đó, con lăn cũng còn sáng bóng, bao lỗi hoạt động nha anh em nha. Tay quay thì bấm cái này nè, xếp gập nha. Đó. Thì có cái chỗ này thì nó hơi yếu nha, do dầu nó dính thôi, nên về anh em xịt G7 là... À, bấm tới bấm lui là nó ăn lò xo lại nha. Rồi con số số 7 mình bán cho anh em với giá là chỉ có 650 thôi nha anh em. Đó, quá rẻ luôn nha, về cho anh em vệ sinh lại nha, quá rẻ. Tiếp tục lên con lên con số 8 nè, số 8 là mình lên cái con Daiwa carbon Sprinter 5000B, thì con này size có size là 12.000, size thật là 12.000 nha nè.
Dây số 12 là vô 170 m nè. Dây số 10 vô là 200 m, dây số 8 là vô 250 m nha. Con này thì hoạt động thì ok, rất là nhẹ nha, nó cũng không xào luôn nha ha. Mua pin thì mua pin sống, cái này nó cụm dây này nó bị quăng ra nha, nên mình dán lại. Thì con này được sản xuất tại Đài Loan nha. Đây qua thường thường mấy cái dòng carbon này, dòng cái dòng dòng này nè thì sản xuất tại Đài Loan. Mô pin là mô pin sống nha nè, gạt trước thì ok. Ngoại hình thì con này chỗ nó mất tem đây ha, nó cái tem nó giống như là mi rớt ra ha, nó rớt ra chỗ này nè, nó mất tem. Tay quay thì đổi trái phải. Vừa hoạt động thì bao lỗi cho anh em nha. Ngoại hình thì có chỗ này nó bị muối ăn nha nè, muối ăn chút ha. Đó. Rồi size 12 ngày nha nè. Rồi con này mình để cho anh em giá 500 nha. Giá 500. Thì con này con số 9 thì nó cũng giống như con kia, nhưng mà nó con này đầy đủ hai tem. Cũng muốn ăn chút xíu đây ha. Mô pin cũng mô pin sống, hoạt động cũng là trơn tru ok ha. Thông số cũng giống như con số 8. Sản xuất nó cũng giống như con số 8 nha. Nhưng mà chỉ khác cái giá nha. Con này mình bán cho anh em với giá 600. Đó. Con lăng thì nó có hơi 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 rỉ chút xíu nha anh em về đánh lại nha, lấy giấy nhám nhuyễn đánh lại. Máy thì hoạt động rất là nhẹ, bao lỗi hoạt động với anh em nha. Ngoại hình thì anh em xem kỹ, anh em thấy thích thì chốt, không thích thì đừng có chốt nha, chứ anh em chốt bậy chốt bạ chốt xong cái hàng shop gửi cho anh em không nhận cái tội nghiệp shop nha anh em. Mình bán thì không có lời bao nhiêu đâu, anh em nào mà đã mua mình rồi thì biết nha, hàng mình chất lượng như thế nào, ví dụ như cái lá máy có bị lỗi hư hao gì thì mình đổi là hết nha. Mình bao lỗi hoạt động rồi bao lỗi kỹ thuật gì đó thì mình nói hết nha. Còn những cái mà ngoài ý muốn thì mình không có nói đó, tại vì do vận chuyển bị bể gãy gì đó thì trả lại shop hết rồi. Thì mình vừa giới thiệu chín con máy cho anh em size từ 5.000 ha, đây 5.000 cho đến 12.000. Thì anh em thấy thích con nào, hợp nhãn con nào thì chốt với shop qua số Zalo nha. Số Zalo 0769390039, shop đã để trong phần tiêu đề và mô tả nha. Thứ hai nữa là nhờ anh em đăng ký và chia sẻ giùm nha. Chia sẻ mình bán uy tín như đó, anh em mua rồi thì nhớ giới thiệu cho với shop cho shop nha. Đó. Video thì mình shop xin kết thúc tại đây nha anh em. Rồi chúc anh em có một ngày mới tốt lành nha. Rồi xin chào tất cả các anh em.